kính chào quý vị. Quý vị đang đến với bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ tư ngày 5 tháng 5 năm 2021. Hơn 200 hình ảnh, hiện vật và hơn 2.000 đầu sách đã được trưng bày tại triển lãm Quốc hội Việt Nam, những chặng đường đổi mới và phát triển được khai mạc tại Bảo tàng Lực lượng Vũ trang miền Đông Nam Bộ, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Triển lãm do Cục Chính trị Quân khu 7 tổ chức kéo dài từ nay đến hết tháng 5. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa nhằm chào mừng ngày bầu cử 23 tháng 5 năm 2021, giới thiệu cho cán bộ chiến sĩ, nhân dân và khách tham quan hiểu rõ hơn về ngày bầu cử sắp diễn ra và luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân năm 2015. Triển lãm có 3 chủ đề chính: Bác Hồ với cuộc tổng tuyển cử đầu tiên, Quốc hội Việt Nam những chặng đường lịch sử và lực lượng vũ trang quân khu 7 sống làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Đảm bảo người ứng cử được tiếp cận rộng rãi với cử tri và đảm bảo bình đẳng giữa những người ứng cử bằng các hình thức phù hợp, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 là những nội dung quan trọng đã được triển khai tại phiên họp thứ 11 của Ủy ban bầu cử thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố chủ trì. Tính đến nay, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã được thành phố Thủ Đức và các quận huyện thực hiện đúng tiến độ yêu cầu. Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân đã được niêm yết công khai cho cử tri nghiên cứu, thảo luận. Đặc biệt, các hội nghị tiếp xúc cử tri được lên kế hoạch phù hợp với diễn biến dịch COVID-19. Đồng thời, ngành y tế lên phương án đảm bảo an toàn trong suốt quá trình tổ chức bầu cử. Tất cả các tình huống, từ không có dịch cho đến có dịch, giãn cách và cách ly, thì tổ trung vẫn là thực hiện một cách là nghiêm ngặt các thông điệp về 5K của Bộ Y tế. Tuy nhiên ở mỗi mức độ thì cái sự nghiêm ngặt nó sẽ được đẩy lên cao hơn. Trong đó đó là mình quy định về các cái điểm để tiếp xúc cử tri cũng như là cái điểm bầu cử. Cái thứ hai là đối với trách nhiệm của cử tri khi đến các điểm bầu cử hoặc là các điểm tiếp xúc. Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ đánh giá cao sự chủ động của các địa phương và các tiểu bang bầu cử. Đồng thời, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp tổ chức hội nghị để các ứng cử viên gặp gỡ tiếp xúc cử tri theo quy định, đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch. Là các ứng cử viên đã bắt đầu thực hiện cái quyền của người ta là cái vận động bầu cử. Tại vì cái vận động bầu cử nó có hai cái hình thức để vận động. Một là cái hình thức vận động trực tiếp, cái hình thức thứ hai là vận động bầu cử qua cái phương tiện thông tin đại chúng. Và như vậy hiện nay cái việc chúng ta tổ chức cho cái việc tiếp xúc, gặp gỡ cử tri với lại cái ứng cử viên thì phải đảm bảo đúng theo quy định, hoàn tất xác minh, trả lời đơn thư, khiếu nại tố cáo, kiến nghị đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, và lưu ý cái việc tiếp nhận và giải quyết về cái việc lập danh sách cử tri, cấp thẻ cử tri trước ngày 13 tháng 5. Từ nay đến ngày bầu cử, các địa phương tiếp tục tập huấn sử dụng phần mềm công tác bầu cử, chuẩn bị phương án bỏ phiếu trong điều kiện phòng chống dịch bệnh. Việc thực hiện không nghiêm các quy định về quy trình cách ly, quản lý sau cách ly, bàn giao người từ trung tâm cách ly về địa phương sau thời gian cách ly lỏng lẻo là nguyên nhân dẫn đến đợt bùng phát dịch này. Và phải siết chặt yêu cầu trách nhiệm người đứng đầu địa phương trong chống dịch là khẳng định của Ban Chỉ đạo Quốc gia COVID-19 trong cuộc họp chiều qua, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp, đại diện Bộ Y tế cho biết, qua phân tích một số trường hợp phát bệnh sau khi hoàn thành cách ly tập trung và lây nhiễm cho cộng đồng, các ý kiến thống nhất đánh giá một số cơ sở cách ly tập trung chưa thực hiện đầy đủ các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế. Đặc biệt, việc tuân thủ bàn giao người hết thời gian cách ly từ trung tâm cách ly về địa phương chưa chặt chẽ, giám sát sau cách ly cũng lỏng lẻo. Hiện Bộ đang chờ thông tin về giải trình tự gen các ca bệnh tại Vĩnh Phúc để xác định nguồn lây. Và chúng ta sẽ tổ chức một cái đợt cao điểm trong cái vấn đề về việc mà rà soát lại tất cả những cái đối tượng là người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, các chuyên gia nhập cảnh vào Việt Nam và người Việt Nam nhập cảnh về Việt Nam. Để chúng ta rà soát lại như trước đây chúng ta đã làm, theo đúng cái phương châm là đi từng ngõ rõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng để không được bỏ sót. Thế rồi những cái người mà phục vụ trong những cái cơ sở dịch vụ
mà có nhiều cái yếu tố nguy cơ thì chúng ta tiến hành rà soát lại và tiến hành xét nghiệm. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế rà soát lại tất cả các văn bản và gửi các trung tâm cách ly về địa phương cách ly thực hiện nghiêm ngặt quy trình bàn giao người hết cách ly từ các trung tâm cách ly về các địa phương cư trú làm việc. Về địa phương phải được tiếp tục quản lý chặt chẽ 14 ngày sau khi rời trung tâm cách ly tập trung. Trong thời gian này, nghiêm cấm tất cả các hoạt động giao lưu sinh hoạt nơi đông người ra nơi công cộng mà không giữ nguyên tắc phòng dịch. Qua rà soát thì chỉ đi kiểm tra trực tiếp ở một số, còn cơ bản yêu cầu các nơi báo cáo thì chúng ta nhận thấy một điều là rất nhiều nơi chưa thực hiện nghiêm túc tất cả các quy trình rất cụ thể mà Ban Chỉ đạo và Bộ Y tế đã hướng dẫn. Và đây là nguyên nhân dẫn đến cái đợt dịch bùng phát vừa rồi. Tôi lưu ý các ông chí lại một lần nữa là văn bản đã đầy đủ, bây giờ phải thực hiện một cách nghiêm túc. Ai không thực hiện, cấp nào không thực hiện phải chịu trách nhiệm và sẽ phải xử lý nghiêm. Thường trực Ban Chỉ đạo đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các đơn vị công nghệ thông tin nghiên cứu đề xuất giải pháp cụ thể để triển khai vòng tay điện tử giám sát chuyên gia, lao động nước ngoài, đồng thời yêu cầu các địa phương cần lưu ý hơn việc tổ chức giám sát dịch bệnh tại cộng đồng, có các biện pháp chủ động phòng chống dịch. Chỉ trong một tuần, ca bệnh đầu tiên của đợt 4 bệnh nhân 2899 đã lây cho 6 người. 6 người này tiếp tục trở thành F0 và lây cho 13 người khác. Tốc độ lây lan dịch trải qua 3 chu kỳ. Chiều ngày 4 tháng 5, Bộ Y tế và Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã tiến hành lấy mẫu ở những bệnh nhân mắc COVID-19 tại Vĩnh Phúc, Hà Nam, Hưng Yên, Hà Tĩnh để làm xét nghiệm giải trình tự gen giúp xác định nguồn gốc. 3 mẫu của 3 bệnh nhân ở Vĩnh Phúc giải trình tự gen thuộc biến thể chủng B.1.6.1.7.2 của Ấn Độ. Biến chủng virus B.1.6.1.7.2 từ Ấn Độ là biến chủng đột biến ngay trên chủng B.1.1.7 từ Anh. Biến chủng này có tốc độ lây lan rất nhanh và có dấu hiệu làm giảm tác dụng của vaccine, nên được gọi là chủng virus biến thể kép hay đột biến kép, nên lan tràn rất nhanh, tử vong rất cao. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, đến nay 17 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận biến chủng B.1.6.7.2. Tối qua 4 tháng 5, đoàn liên ngành do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM Dương Anh Đức dẫn đầu đã bất ngờ kiểm tra các tụ điểm karaoke trên địa bàn trung tâm thành phố. Quán karaoke The King, tọa lạc số 102-104 Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1, vẫn hoạt động mặc dù quyết định đóng cửa các dịch vụ không thiết yếu là karaoke, bar và vũ trường đã được Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành và có hiệu lực từ 18 giờ ngày 30 tháng 4. Qua kiểm tra, đoàn phát hiện số phòng tại đây vẫn hoạt động hơn 50% công suất và thời điểm kiểm tra có hơn 60 khách đang có mặt tại quán. Đa số nhân viên đều không đeo khẩu trang, trong đó có tới 4 khách Trung Quốc và 4 khách Nhật Bản. Cơ quan chức năng ngay lập tức yêu cầu toàn bộ số khách xuất trình giấy tờ tùy thân, hộ chiếu nhằm tránh tình trạng nhập cư bất hợp pháp. Đáng chú ý, quán karaoke này ngang nhiên núp bóng dịch vụ nhà hàng trên giấy phép đăng ký kinh doanh nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức yêu cầu lập biên bản xử lý trường hợp này về tội không phòng chống dịch theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và đề nghị địa phương tiếp tục theo dõi sâu sát để tránh những trường hợp tương tự xảy ra. Cũng trong tối qua, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh HCDC lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ nhân viên và khách hàng có mặt tại quán. Kết quả xét nghiệm sẽ được công bố vào hôm nay. Theo thông báo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh, người đến từ các địa phương gồm Hà Nam, Hưng Yên và Yên Bái đang thực hiện giãn cách xã hội và lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tập trung 14 ngày kể từ ngày rời địa phương. Theo đó, người đến từ thành phố Hồ Chí Minh từ những địa phương sau đây đều phải lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tập trung 14 ngày. Xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam từ ngày 22 tháng 4 năm 2021, thôn Hoàng Xá, Hoàng Cát, Nại Khê, xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên từ ngày 29 tháng 4 năm 2021, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái từ ngày 23 tháng 4 năm 2021. Ngành Y tế TP.HCM cũng khuyến cáo người dân nên ghi lại lịch sử di chuyển, tiền sử tiếp xúc, đặc biệt nếu rời khỏi thành phố, theo dõi các thông tin khuyến cáo từ ngành y tế, thực hiện khai báo y tế, chỉ định cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Các ca nhiễm mới được phát hiện trong khi tình trạng người nước ngoài nhập cảnh chui chưa thể kiểm soát khiến cho tình hình chống dịch ở Việt Nam thêm phức tạp. Tại thành phố Hồ Chí Minh, sau cuộc họp khẩn của Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong yêu cầu người đứng đầu các cơ sở lưu trú cách ly, xét nghiệm, khai báo y tế phải có trách nhiệm trong trường hợp phát sinh ca bệnh tại cơ sở. Công tác kiểm tra quản lý các cơ sở lưu trú trên địa bàn những ngày qua càng được siết chặt, nhất là trong giai đoạn người dân trở lại thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ lễ dài.
Là quận trung tâm với số lượng lớn cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, những ngày này, lực lượng công an quận 1 liên tục đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người, bám sát địa bàn để kiểm tra, rà soát người nhập cảnh về địa phương, chủ động phòng ngừa không để người nhiễm, nghi nhiễm COVID-19 từ nước ngoài về nước lây lan dịch ra cộng đồng. Đối với cái việc mà check-in nhận phòng cho khách á, thì khách sạn có sàng lọc những cái khách nào mà họ không có, nếu như mà họ không có hộ chiếu cũng như là chứng minh nhân dân, căn cước công dân thì khách sạn sẽ không nhận những vị khách đó. Ngoài ra thì việc khai báo mỗi ngày thì nhân viên của khách sạn sẽ thực hiện đúng theo như yêu cầu của công an phường cũng như công an khu vực. Khách sạn đó thì mặc dù nó nhỏ, tuy nhiên cũng có làm thêm một cái khâu là cái yêu cầu khách khai báo y tế, coi như là ở bằng cái QR để mà khách bên cạnh cái ở sân bay thì về khách sạn vẫn tiếp tục coi như là cái khai báo y tế ở tại cái cơ sở lưu trú. Thưa quý vị, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng hiện nay thì vẫn còn một số cá nhân và một số tổ chức có hành vi buông lỏng pháp luật, buông lỏng các quy định trong công tác phòng chống dịch đã gây ra những hậu quả nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác phòng chống dịch không chỉ riêng tại thành phố Hồ Chí Minh mà còn nhiều địa phương trên cả nước. Đối với các cơ sở lưu trú thì chúng tôi cũng đã triển khai cái bản cam kết. Trong cái phần cam kết chúng tôi cũng đưa ra nội dung mà có liên quan đến nhập cảnh trái phép đã được phát hiện trong thời gian gần đây trên địa bàn quận 1. Để từ đó thì chủ các cơ sở kinh doanh nhận thức được là cái hành vi nó không chỉ là vi phạm hành chính mà nó là hành vi phạm pháp luật. Đã có 4 vụ án được Công an thành phố Hồ Chí Minh thụ lý và khởi tố liên quan đến vấn đề tổ chức cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép trong thời gian qua. Tuy nhiên, vì lợi nhuận, các đối tượng này sẵn sàng lợi dụng kẽ hở pháp luật, tiếp tay cho các hành vi trục lợi trên chính sức khỏe và an toàn của cộng đồng. Đối với những hành vi mà nhập cảnh trái phép hiện nay, chúng ta có 2 cái mức chế tài xử phạt vi phạm chính. Thứ nhất là căn cứ theo Nghị định 167/2013, đối với chế tài xử phạt hành chính, thì đối với những cá nhân mà chúng ta có hành vi nhập cảnh trái phép, thì mức xử phạt đặt ra đây là từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với mỗi hành vi vi phạm. Còn đối với những tổ chức, những cá nhân mà tổ chức môi giới hoặc tổ chức cho người khác đi việc nhập cảnh trái phép tại Việt Nam hoặc tổ chức cho lưu trú trái phép tại Việt Nam thì cái mức phạt ở đây là từ 30 đến 40 triệu đồng. Còn đối với chế tài hình sự thì chúng ta có hai khoản mức. Thứ nhất là điều 347, 348 của Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi 2017 có thể là mức phạt tiền là từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng hoặc là từ phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Còn đối với những trường hợp những tổ chức, những cá nhân hoặc là những cái tổ chức khác có thể là môi giới hoặc tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép Việt Nam thì chúng ta có mức phạt tù từ 6 tháng là thấp nhất và mức cao nhất là 15 năm tù. Đã đến lúc ý thức và tinh thần thượng tôn pháp luật của mỗi cá nhân được đặt lên hàng đầu, góp phần giữ vững thành quả chống dịch trong thời gian qua. Kết thúc kỳ nghỉ lễ, số ca nhiễm trong cộng đồng vẫn được kiểm soát tốt, có thể nói là một thành công, đặc biệt là đối với thành phố Hồ Chí Minh, một đô thị có mật độ dân cư tập trung rất đông. Kết quả này phần lớn đến từ việc thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế. Bắt đầu từ ngày 30 tháng 4, khu vực lô cốt nhà ga Metro ở ngã tư Lê Lợi - Nguyễn Huệ chính thức được dỡ bỏ, mở ra không gian đường đi bộ mới kết nối với đường đi bộ Nguyễn Huệ. Nhiều người dân thành phố Hồ Chí Minh đã chọn nơi này để dạo chơi trong những ngày nghỉ. Khi tình hình dịch bệnh căng thẳng, thông điệp 5K được nhắc nhở mỗi ngày. Thì gì cứ đeo vậy thôi mà nhiều khi nó khó chịu gì cũng phải giáng, cũng thả xuống chút gì thở rồi gì lại lên. 2 năm rồi gì không có về bên Pháp được gì chỉ nhớ con thôi. Dì thích ở Việt Nam hơn. Tuy em đi chơi với bạn bè, với một nhóm nhỏ nhưng mà em vẫn có ý thức bảo vệ sức khỏe cũng như vì mọi người. Rộng rãi với lại đẹp nè. Em bảo vệ mình với lại bảo vệ người khác luôn là bằng cách đeo khẩu trang lúc em chơi. Không chỉ có khu vực công viên, đường đi bộ, tại các khu bến xe, trạm dừng chờ xe buýt, quy định 5K cũng được thực hiện xuyên suốt và nghiêm ngặt. Hơn một năm nay, sáng tài xế tiếp viên thì em phải có đo thân nhiệt, rửa tay, diệt khuẩn. Ngày cũng tiếp xúc với rất là nhiều hành khách đi xe buýt, thì tôi cũng thường xuyên là đeo khẩu trang. Khoảng 15-20 phút thì mình phải rửa tay một lần, vừa để giữ cái sức khỏe cho mình cũng như là giữ cộng đồng nữa. Tôi đi về dốc từ đó xe số 18, tôi khai báo y tế đây xong rồi. Thưa quý vị, tại bến xe buýt trung tâm thành phố Hồ Chí Minh thì khoảng hơn một năm nay là công tác khai báo y tế là được thực hiện thường xuyên ở trong ngày như thế này. Các đối tượng khai báo y tế ở đây thì không chỉ có tài xế, không chỉ có tiếp viên mà còn có các hành khách được mời ngẫu nhiên và cố gắng
là khai báo y tế một cách nhiều nhất đối với những hành khách mà ghé qua bến xe này. Và như quý vị thấy thì hệ thống loa phát thanh và cái hệ thống banner tuyên truyền về thông điệp 5K là phát 24 giờ ở trong tại bến xe này để người dân luôn luôn được nhớ tới cái thông điệp 5K. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tham gia một chuyến xe buýt ở tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh để cùng xem là khi mà bước ra nơi công cộng, bước lên hệ thống xe buýt, chúng ta phải làm gì đối với những quy định 5K. Dạ, xin chào chú. Thì hiện tại thì khi mà hành khách bước lên xe buýt thì chú sẽ nhắc nhở người hành khách như thế nào để thực hiện quy định 5K? Lên trước khi lên rửa tay rồi đi từ từ vào ghế ngồi. Những cái nguy cơ về cái việc mà dịch bệnh thì nó sẽ đối với những người mà ở khu vực công cộng thì nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Vậy chú làm sao để chú bảo đảm an toàn cho mình ạ? Trước khi lên hoạt động phải rửa tay. Rồi thứ hai nữa là phải bịt khẩu trang nhắc nhở hành khách. Về cuộc sống gia đình thì phải thay quần áo tắm rửa rồi bước vào ăn cơm nước này. Xin cảm ơn chú ạ. Và thưa quý vị, thì sau đây chúng tôi mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tham gia một chuyến xe buýt ở tại khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh để cùng xem là khi bước lên cái hệ thống xe buýt thì chúng ta có cái quy định là phải bảo đảm cái an toàn ở nơi công cộng như thế nào. Em đeo khẩu trang rồi. Dạ, cảm ơn chị. Lúc trước thì cũng có ít người thôi à, khoảng chừng 10% là người ta không đeo khẩu trang. Nhưng mà lên xe thì cũng có người người ta tặng khẩu trang đó, hoặc là không chở được, không có khẩu trang không chở được đó. Còn bây giờ thì đa số là 100% là đeo khẩu trang hết. Dịch định thì nó cũng đã lâu rồi nên người ta cũng chấp hành, khi người ta cũng quên. Người ta cũng nói là tại vội quá quên nên mình cũng nhắc nhở, người ta cũng nghiêm túc chấp hành theo. Thưa quý vị, ở các nơi công cộng của thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại có rất nhiều những cách để tuyên truyền thông điệp 5K. Như quý vị thấy trên xe buýt có một màn hình là liên tục phát về cái cách giữ gìn vệ sinh ở nơi công cộng như thế nào để người dân không bao giờ có thể quên được cái cách mà bảo vệ an toàn cho bản thân cũng như là bảo vệ an toàn cho cộng đồng khi mà bước ra những nơi công cộng. Những người quên thì cũng có những người mà xung quanh ta cũng có nhắc nhở, nên cũng thực hiện tốt. Dạ, xin cảm ơn anh ạ. Dạ, thưa quý vị, như quý vị có thể thấy là bây giờ việc thực hiện quy định 5K ở nơi công cộng đó là một trong những điều bắt buộc, những điều tiên quyết. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ mời quý vị, chúng ta sẽ đến với một đoạn phỏng vấn ngắn về cái cách hiểu của người dân thành phố Hồ Chí Minh đối với quy định 5K là như thế nào. Bây giờ mùa dịch bệnh, cho dù có hơi nắng nóng khó thở mệt xíu nhưng mà mình phải luôn đeo khẩu trang chị. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào khi ra đường mình phải đeo khẩu trang, nhất là những nơi đông người đó chị. Với lại giữ gìn đôi bàn tay sạch sẽ, sát khuẩn đó chị. Mỗi lần ra đường thì nên mang khẩu trang rồi tránh tụ tập đông người. Mọi người nên khai báo sức khỏe khi những khi đi đến một nơi nào đó. Thế chị thì ở đây chị bán hàng, chị tiếp xúc với rất nhiều người đi qua lại ở bến xe này. Vậy thì làm sao để chị giữ an toàn cho bản thân mình ạ? Chị đeo khẩu trang, chị rửa tay, rồi không tụ tập quá trên 5 người. Đây. Chị có đem theo chai rửa tay. Bây giờ rửa tay với lại đeo khẩu trang thôi chứ cũng sợ, nhưng mà công việc là phải làm thôi. Mang khẩu trang với giờ sao giờ bị gì bán giấy số phải giữ gì. Thì đeo khẩu trang hồi đầu thì khó chịu, thì từ từ cũng quen. Đeo khẩu trang là phải kéo qua mũi, rồi phải ngồi giống như là có khoảng cách. Vaccine chỉ là một phần thôi, cái quan trọng nhất là ý thức của con người. Em hạn chế đi ra nơi đông người và mang khẩu trang khi mà ở đi ra ngoài các thứ. Rồi trước khi vào phòng thì em hay rửa tay và có đo thân nhiệt. Cùng với thành phố Hồ Chí Minh, những ngày qua một lượng lớn người dân đã quay trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã yêu cầu việc siết chặt công tác chống dịch, trong đó bắt buộc người dân từ nơi khác trở về phải khai báo y tế. Trước yêu cầu đó, nhiều người dân đã chủ động tìm đến các trung tâm y tế gần nhất để thực hiện khai báo y tế sau kỳ nghỉ lễ, và đây là ghi nhận của phóng viên HTV tại Hà Nội. Chị Nguyễn Thanh Hương ở phường Âu Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội đã chủ động đến trạm y tế phường Âu Chợ Dừa để thực hiện khai báo y tế sau khi đi du lịch từ Đà Nẵng trở về. Mình cũng lên đồng lòng với cả nhà nước để mình khai báo cho yên tâm. Vừa bản thân là mình yên tâm đầu tiên và đến khi nhà nước cũng yên tâm để người ta rà soát được. Thay vì thực hiện khai báo y tế thủ công bằng giấy, anh Nguyễn Hữu Huynh lại lựa chọn thực hiện khai báo y tế online trên điện thoại thông qua ứng dụng Bluezone. Mình thấy cái việc khai báo online bằng cái mã QR code này nó rất là nhanh,
mà tiện mà rất là an toàn, hạn chế tối đa cái việc tiếp xúc với người đấy ạ. Sau cái kỳ nghỉ lễ thì cũng có rất là nhiều người dân người ta khai báo ra, thì chúng tôi có rất nhiều kênh. Thứ nhất là người dân có thể đến trực tiếp khai báo tại trạm y tế phường. Cách thứ hai là người dân có thể khai báo trên trang web tờkhaiyt.vn. Kênh thứ ba là qua các tổ dân phố, chúng tôi cũng sẽ nhận các cái thông tin và điều tra xác minh, đồng thời tư vấn sức khỏe cho họ. Không chỉ Hà Nội mà nhiều tỉnh thành khác trên cả nước cũng đang yêu cầu người dân từ nơi khác trở về thì phải khai báo y tế nghiêm túc. Trước những diễn biến mới của dịch COVID-19 trên địa bàn, thành phố Hà Nội đã quyết định cho học sinh, học viên các cấp học, bậc học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên, chuyên nghiệp tạm dừng đến trường từ ngày 4 tháng 5. Trong thời gian này, các trường học chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến. Do đang vào giai đoạn cuối năm học, các cấp học đều đang trong thời điểm tổ chức các kỳ thi cuối học kỳ 2 để kết thúc năm học, nên Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý, trong thời gian dạy học trực tuyến, các trường chỉ được tổ chức kiểm tra thường xuyên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, còn các bài kiểm tra định kỳ chỉ tiến hành sau khi học sinh quay trở lại trường học. Việc đánh giá thường xuyên và định kỳ của các trường phải thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thực hiện dạy học trực tuyến của năm 2020 thì nó là còn bỡ ngỡ, còn năm nay thì Bộ đã chủ động hơn. Các nhà trường, các địa phương cũng chủ động hơn trong việc thực hiện chương trình này. Với cái điều kiện về việc kiểm tra đánh giá thì Bộ cũng đã có cái văn bản hướng dẫn. Theo đó thì đánh giá thường xuyên, đánh giá định kỳ. Việc đánh giá định kỳ thì vẫn phải đánh giá trực tiếp và xu thế của thế giới cũng đều là như vậy. Thế còn lại thì nếu mà kiểm tra đánh giá định kỳ mà qua trực tuyến thì phải có hệ thống thiết bị hạ tầng kỹ thuật, qua camera, qua kiểm tra giám sát rất là phức tạp và cũng đòi hỏi cái sự cố gắng nhiều hơn. Cùng với các trường phổ thông, các trường đại học cũng chủ động chuyển sang hình thức dạy và học trực tuyến để vừa phòng dịch hiệu quả, vừa đảm bảo tiến độ và chất lượng đào tạo cho các em sinh viên. Chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch cụ thể, cái kịch bản chi tiết để trong những trường hợp mà có bệnh dịch xảy ra thì cái việc triển khai giảng dạy qua các cái kênh số sẽ được triển khai một cách thuận tiện và hiệu quả. Trong thời điểm tạm dừng đến trường, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Hà Nội cũng yêu cầu các trường bổ sung trang thiết bị y tế, tổ chức khử khuẩn, vệ sinh trường học định kỳ, lên kế hoạch ôn tập gấp rút để kiểm tra định kỳ học kỳ 2 vào thời điểm ngay sau khi học sinh quay trở lại trường học. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, bên cạnh việc chuyển học sinh sinh viên sang học online, nhiều trường đại học cũng đã triển khai ngay nhiều biện pháp phòng dịch trong toàn trường, đồng thời thực hiện giám sát khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt, khử khuẩn khi ra vào khuôn viên trường. Nhiều trường đã tự xây dựng trang khai báo y tế để thực hiện khai báo thuận lợi. Tại các ký túc xá, việc kiểm soát dịch bệnh tiếp tục được siết chặt. Trung tâm quản lý ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu tất cả sinh viên rời ký túc xá trong dịp nghỉ lễ thực hiện khai báo y tế online trong thời gian 24 giờ trước khi trở lại ký túc xá. Sinh viên phải đeo khẩu trang khi rời khỏi phòng ở và phòng làm việc đến các nơi công cộng đi xe buýt. Bản tin sáng tiếp tục với phần tin thế giới. Cộng đồng quốc tế đã lên tiếng phản đối các động thái mới của Trung Quốc tại Biển Đông, trong đó có việc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá từ ngày 1 tháng 5 trên toàn bộ vùng biển bao gồm một phần Vịnh Bắc Bộ và quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, cũng như việc Bắc Kinh tiếp tục điều tàu hoạt động tại bãi Ba Đầu thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Cụ thể, Philippines đã đệ trình thêm hai công hàm phản đối, cho rằng các hoạt động của Trung Quốc tại Biển Đông tạo ra bầu không khí bất ổn, gây tổn hại tới việc thúc đẩy hòa bình và ổn định khu vực. Trong sách xanh ngoại giao năm 2021 công bố ngày 27 tháng 4, chính phủ Nhật Bản cũng nhận định hoạt động mở rộng năng lực quân sự của Trung Quốc nhằm thay đổi hiện trạng tại biển Hoa Đông và Biển Đông đã và đang đặt ra những quan ngại nghiêm trọng đối với khu vực và cộng đồng quốc tế. Trong một tuyên bố, Liên minh châu Âu EU nhấn mạnh sự hiện diện của các tàu Trung Quốc đang đe dọa hòa bình và ổn định trong khu vực. EU ủng hộ tiến trình do Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN dẫn dắt nhằm hướng tới một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC hiệu quả, thực chất và ràng buộc về mặt pháp lý, không làm phương hại đến lợi ích của các bên thứ ba. Trong khi đó, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg cho rằng những hành động của Trung Quốc đang thách thức trật tự quốc tế dựa trên pháp luật và phương hại tới tự do hàng hải ở Biển Đông. Liên quan đến vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng khiến cho 23 người thiệt mạng vào ngày 3 tháng 5, thị trưởng thành phố Mexico cam kết sẽ tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về vụ tai nạn này.
Tại hiện trường, hai toa tàu gặp nạn vẫn treo lơ lửng. Nhà chức trách đã điều một cần cẩu đến hiện trường nhằm giữ ổn định các toa tàu để lực lượng chức năng có thể nối lại công tác cứu hộ và kiểm tra xem còn có người nào bị mắc kẹt bên trong hay không. Trước đó, việc tìm kiếm nạn nhân đã phải hoãn lại do quá nguy hiểm. Như thường lệ, văn phòng công tố đã lập tức tiến hành một cuộc điều tra từ đêm qua, nhưng chúng tôi cũng đang tìm kiếm một công ty quốc tế chuyên về tàu điện ngầm và các vấn đề kết cấu để thực hiện một cuộc thăm dò kỹ thuật để tìm hiểu xem chuyện gì đã gây ra sự cố đáng buồn này. Chính quyền thành phố đang xác định danh tính của 23 nạn nhân thiệt mạng, trong đó có trẻ em. 65 người khác bị thương đang được điều trị, trong số này có 7 người trong tình trạng nguy kịch. Thủ đô Mexico City có 12 tuyến đường sắt chở hàng triệu hành khách mỗi ngày. Tuyến đường sắt Metro 12 chạy qua cây cầu bị sập được đưa vào sử dụng chưa đầy 10 năm. Trước đó, người dân địa phương từng nhiều lần báo cáo về các vết nứt xuất hiện tại tuyến Metro 12 này kể từ sau trận động đất lớn hồi năm 2017. Tối qua 4 tháng 5, Reuters đưa tin một nhà ngoại giao cấp cao của Thụy Sĩ tại Iran được tìm thấy đã tử vong sau khi ngã từ tầng cao một tòa nhà ở thủ đô Tehran. Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cho biết đây là một tai nạn. Người gặp nạn là thư ký thứ nhất của Đại sứ quán Thụy Sĩ ở Tehran. Tuy vậy, danh tính của bà lại không được tiết lộ, chỉ biết là bà hơn 50 tuổi. Nguyên nhân bà rơi từ tầng cao cũng không được hé lộ. Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ hiện đang rất bất ngờ và đau buồn trước trường hợp này và gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình của bà. Về phía Iran, cơ quan dịch vụ khẩn cấp cho biết một người làm giường đã tìm thấy thi thể của nhà ngoại giao. Trước đó, bà này được cho là đã mất tích. Đến sáng nay, toàn cầu ghi nhận gần 155 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 3 triệu trường hợp tử vong. Tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp tại Ấn Độ. Vừa qua, Tổng thống Philippines cũng đã tiêm ngừa mũi vaccine đầu tiên. Tính đến hôm qua tại Ấn Độ, tổng số ca mắc COVID-19 đã vượt 20 triệu. Những trường hợp nhiễm mới đang có chiều hướng giảm dần. Số ca tử vong lại đang có xu hướng tăng lên, trong bối cảnh Ấn Độ thiếu trầm trọng thiết bị thở oxy. Chính phủ Ấn Độ cho biết một vài bang sẽ chuyển sang tình trạng phong tỏa hoàn toàn trong những ngày tới. Trong đó, mới nhất là bang Bihar sẽ phong tỏa ít nhất đến ngày 15 tháng 5. Các bang có dân số đông như Delhi, Punjab, Haryana đã phong tỏa hoặc có kế hoạch phong tỏa. Trong khi đó, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vừa tiêm mũi đầu tiên vaccine Sinopharm của Trung Quốc. Ông Duterte, 76 tuổi, hy vọng việc người đứng đầu chính phủ Manila tiêm vaccine sẽ khuyến khích nhiều người dân hơn đến tiêm vaccine. Trong chính quyền của ông Duterte, đã có người phát ngôn và Bộ trưởng Quốc phòng khỏi COVID-19. Với hơn 1 triệu ca nhiễm, Philippines hiện có số ca mắc bệnh cao thứ nhì khu vực Đông Nam Á sau Indonesia. Tình hình dịch bệnh tại Ấn Độ vẫn ảm đạm trong lúc các bệnh viện đang oằn mình chờ đợi oxy và vật tư y tế. Nhiều tổ chức và cá nhân trong nước này đã tổ chức các hoạt động tình nguyện, phát khẩu trang và cung cấp oxy đến những người không thể nhập viện. Giữa khu ổ chuột ở Mumbai, hình ảnh chú hề sặc sỡ này thu hút sự chú ý. Anh Ashok Kumi, một nhân viên của công ty dược phẩm địa phương, đã quyết định hóa trang như thế này đến từng gia đình khó khăn để xịt thuốc khử trùng và phân phát khẩu trang cho trẻ nhỏ. Tôi giúp lũ trẻ biết được rằng chúng cần đeo khẩu trang, rửa tay sạch sẽ và giữ khoảng cách xã hội. Tôi cố gắng tuyên truyền những thông tin giúp cứu sống mạng người. Kumi đã làm việc này một cách lặng lẽ trong hơn một năm qua kể từ khi dịch bùng phát tại Ấn Độ. Trong khi đó, ở thị trấn Ghaziabad, ngoại ô thủ đô New Delhi, một nhóm tình nguyện viên đang cung cấp oxy miễn phí cho người dân. Chúng tôi tin rằng không nên để ai đó chết vì thiếu oxy. Nó vốn là việc nhỏ, nhưng giờ đây nó là thứ mà ai cũng cần. Trung bình cứ mỗi 20 phút lại có một bệnh nhân đến, nằm trên các băng ghế dài trong những chiếc lều tạm bợ để thở oxy. Họ là những người không thể nhập viện, vì giờ đây các bệnh viện cũng không còn giường. Bản tin 6 giờ sáng nay ngày 5 tháng 5 của Bộ Y tế cho biết Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Việt Nam hiện có 2.996 bệnh nhân. Để đảm bảo an toàn với dịch COVID-19, Bộ Y tế khuyến cáo người dân tiếp tục tuân thủ nguyên tắc 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập và khai báo y tế. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.